Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Bí Thư Nên đang có ý ly khai khỏi thế lực miền Bắc, lành ít giữ nhiều. Như bản tin trước, Thời báo chấm D đã đưa tin về những hành động rất khác thường những ngày gần đây của ông Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Theo một số nhà bình luận đánh giá thì hành động ấy của ông Nguyễn Văn Nên được coi là rất bản lĩnh, bởi ông đang làm chính trị với một cách khác thường, đặc biệt là khác với đường lối bấy lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Nên lên tiếng về Trung ương là nhờ bàn tay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi ông được phân bổ về địa phương cũng nhờ bàn tay của ông Tổng. Theo lẽ thông thường, nhiều quan chức sẽ dập khuôn những gì ông Tổng đưa ra. Tuy nhiên, khi ông Nên về Thành phố Hồ Chí Minh thì không còn theo cái cách khuôn ấy nữa. Trước mắt, ông Nên đang rất được lòng giới quan chức thành phố và cả những người dân cả nước, đặc biệt ở miền Nam. Mặc dù vậy, bước đi này được nhiều người đánh giá là khá mạo hiểm, bởi ông Tổng Bí thư là người rất khó lường. Tín nhiệm đó, triệt hạ đó nên ai cũng sợ. Thành phần miền Nam trong tứ trụ luôn có tư tưởng tiến bộ hơn so với thành phần miền Bắc. Người miền Nam gần đây nhất có tầm ảnh hưởng lớn trong tứ trụ là ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng là con người tai tiếng nhiều về tham nhũng, tuy nhiên về tư tưởng chính trị thì ông Dũng cởi mở hơn rất nhiều so với các quan chức tại miền Bắc. Ông Dũng mạnh dạn cho con đi du học các nước tư bản phương Tây. Ông cũng mạnh dạn gả con gái cho một cựu quan chức của Việt Nam Cộng Hòa mang quốc tịch Mỹ. Từ khi ông Dũng tháo cùm bảo thủ trong đảng, thì sau đó hàng loạt quan chức công khai cho con cái đi du học các nước tư bản, và hết lớp này đến lớp khác nườm nượp. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng thì ngược lại hoàn toàn với ông Dũng. Nếu ông Dũng tai tiếng tham nhũng, không có bằng chứng gì cả, thì ông Trọng lại không có tai tiếng gì nhiều. Nếu ông Trọng bảo thủ thì ông Dũng cởi mở. Và như tin thông báo chúng tôi nắm được, có vẻ như ông Trọng đang cố loại người miền Nam ra khỏi các vị trí đứng đầu của đảng bằng quy định phải là người miền Bắc có lý luận. Và đại hội lần thứ 13 vừa rồi, chính ông cũng đã bay cánh miền Nam ra khỏi tứ trụ và chỉ giữ lại người miền Nam nào đó phục tùng ông. Hiện nay cánh miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Văn Nên và Võ Văn Thưởng. Trong đó, Trần Thanh Mẫn và Võ Văn Thưởng là người hiền từ dễ bảo, thì Nguyễn Văn Nên được đánh giá là người không chịu an bài. Ông Nguyễn Văn Nên được đánh giá là người có tố chất làm chính trị, nhưng làm chính trị theo cách hành động chứ không theo cách xù nịnh. Tuy nhiên, trong môi trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đi chệch hướng thì rất dễ bị quy vào tội ly khai và lại bị triệt hạ. Bản thân ông Nguyễn Văn Nên đang có tham vọng vào tứ trụ trong 3 năm tới, và dường như ông đã chọn con đường đi khác người, đó là lấy lòng cánh miền Nam. Nếu ông Trọng không trở cờ thì ông Nên sẽ có hai thế lực ủng hộ, đó là cánh miền Nam lẫn cánh miền Bắc. Tuy nhiên, không biết trong 3 năm tới ông Tổng Trọng có cho rằng cách làm như thế là làm sống dậy tư tưởng cởi mở của cánh miền Nam hay không. Nhiều người thân cận với ông Tổng Trọng từng có niềm hy vọng vào kế vị nhưng đã bị ông Tổng loại không thương tiếc, đó là ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Quốc Vượng. Cho nên không có gì đảm bảo để ông Nguyễn Văn Nên không bị ông Tổng lật kèo. Đây là hình ảnh tứ trụ, mục đích của ông Nguyễn Văn Nên. Có người ví gần ông Tổng Trọng như chơi với cọp dữ vậy. Là bạn đó nhưng bị thịt đó là chuyện rất bình thường. Với ông Nguyễn Văn Nên, có lẽ cách tối ưu nhất để làm ông Tổng không phật lòng là làm mạnh hơn nữa về vấn đề Thủ Thiêm. Làm sao đưa được bộ tam ăn đất Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua ra thì sẽ làm hài lòng ông Tổng. Và lúc đó những nước cờ chính trị mà ông đã đi ngược với quan niệm bảo thủ của ông Trọng sẽ được lờ đi. Có thể đó là cách duy nhất để ông Nên vào tứ trụ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tội phạm dùng 20 tỷ thổi bay giám đốc công an tỉnh. Ông Tô đã tự cung sau bao nhiêu năm rèn võ. Như bản tin trước Thời báo chấm D đã phân tích, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang là lính xung phong rất đắc lực của ông Tổng. Đặc biệt là vụ Việt Á và vụ AVC-AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ. Tuy nhiên, dưới đánh giá có người nhận xét rằng
không hay về ông Tô Lâm. Ông Bộ trưởng Bộ Công an là người võ bền, ông ta dùng súng đạn thì giỏi, nhưng thủ đoạn chính trị lại cực kỳ kém. Ông Tô Lâm là mẫu người tự xây rồi lại tự đạp đổ, nên đến nay đã 65 tuổi mà vẫn chưa vào được tứ trụ, dù ông là người lính mẫn cán cho ông Tổng Bí Thư. Nếu ông Tô Lâm bị quy vào hàng tội phạm vì sang Đức bắt cóc vì mệnh lệnh ông Tổng, thì hành động há mồm đớp miếng thịt bò rất vàng tại Anh là vô cùng dại dột. Hình ảnh này đã làm mạng dậy sóng và tất nhiên tới tai ông Tổng. Ông Tổng có muốn cất nhắc ông Tô Lâm vào tứ trụ thì cũng phải xem xét hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an trước công chúng ra sao. Đây là hình ảnh hành động tự phá hoại thanh danh của ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm là tướng võ bền. Về những mánh khóe chính trị, ông rất kém nên phạm phải những điều đại kỵ rất dễ dàng. Có người ví hành động của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chẳng khác nào là hành động tự cung, tức là tự thiến để làm đau bản thân, làm hao tổn những nỗ lực trước đó chứ chẳng được gì. Bao nhiêu năm nay ông Tô Lâm đã rèn vọng, vung gươm, múa kiếm giúp ông Tổng, nhưng rồi chính ông lại tự cung, làm cho sự nghiệp chính trị cứ dậm chân tại chỗ, không tiến lên được. Vào hồi tháng 3, báo chí nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Đại tá Đinh Văn Nơi về làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại phản ứng dữ dội vì đây là hành động thuyên truyền do những kẻ tội phạm đã chi tới 20 tỷ đồng để đẩy ông Đinh Văn Nơi đi để chúng dễ bề làm ăn, làm mưa, làm gió tại tỉnh này. Vào ngày 19 tháng 3, trên báo Vietnamnet có đăng bài với nội dung rằng bắt thêm nghi can vụ chi 20 tỷ đồng chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi. Vì bị lộ hành động dùng tiền tống khứ Giám đốc Công an tỉnh mà sau đó báo chí đính chính là Đại tá Đinh Văn Nơi không bị thuyền chuyển. Tuy nhiên, đấy chỉ là hành động co vòi trước dư luận. 20 tỷ đồng đã chi cho việc tống khứ ông Đinh Văn Nơi khỏi An Giang là vấn đề thời gian trước hay sau mà thôi. Đây là hình ảnh tội phạm đã chi tới 20 tỷ đồng để tống cổ ông Đinh Văn Nơi đi nơi khác. Vào ngày 30 tháng 8, báo chí nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng loạt đưa tin Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Bộ Công an điều động bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay thế cho Đại tá Đinh Văn Nơi. Chiều ngày 30 tháng 8, tại Công an tỉnh An Giang, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động chỉ định Đại tá Lâm Phước Nguyên, 51 tuổi, quê ở thành phố Cần Thơ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang kể từ ngày 1 tháng 9. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động chỉ định Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác mới và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 9. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm dường như đã chiều lòng tội phạm chi 20 tỷ, hình ảnh cực xấu của ông ta. Đây là hành động quá lộ liễu của ông Tô Lâm, không hiểu sao ông lại cứng đầu bất chấp dư luận mà chấp thuận theo ý của nhóm tội phạm chi tới 20 tỷ đồng để tống cổ Đại tá Đinh Văn Nơi ra khỏi địa phương này. Điều này làm cho nhiều người nghi ngờ là ông Tô Lâm có ăn chia với nhóm tội phạm. Không biết thật hư như thế nào, nhưng việc thuyên chuyển này của Bộ Công an đã dấy lên nghi ngờ ông Bộ trưởng Bộ Công an ăn hối lộ. Quả thật, có người nói ông Bộ trưởng Tô Lâm rất giỏi trong vấn đề nỗ lực thật nhiều, phá các vụ án, mất bao công lao cũng rất nhiều. Xem ra ông tướng Tô Lâm rất thích tự cung vì đây là hành động làm tự tổn thương bản thân như thế. Nếu cứ đà này thì ông Tô Lâm khó có thể vào được tứ trụ.